Xin chào, xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay gửi tới cho anh em một cái sản phẩm này phải gọi là sell off, là cũng là sốc cho anh em luôn. Tại vì sao? Tết đến xuân về rồi, nhu cầu dọn xe của anh em nó càng ngày nó càng tăng cao lên. Thì bên mình cũng cố gắng đưa tới cho anh em những cái sản phẩm mà nó ngon, bổ và rẻ, cũng như là nó thiết thực nhất với anh em. Chứ bây giờ nhiều lúc đưa những cái sản phẩm mà nó cao quá, bây giờ đưa những cái sản phẩm mà nó giá trị nó lên vài triệu đồng cho anh em rồi sell off cho anh em 200-300 ngàn thì nó giống như kiểu là muỗi đốt inox vậy đó, không ăn thua gì với anh em hết á. Tại vì những cái sản phẩm nó anh em ít có nhu cầu, nhưng những cái sản phẩm như là những cái bộ ốc này, những con ốc này kia thì thực sự luôn, xe nào cũng có vấn đề trục trặc cho nó, mà xe đi lâu năm thì ốc nó sét, nó bị hư, nó không còn ngon nữa. Và con lô con zin thì thôi mình thay nguyên một bộ luôn cho nó ngon. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em dàn ốc cho anh em nha, full dàn ốc luôn. Thì bên mình có hai loại cho anh em, loại rim thái cũng như là loại quay thái. Thì rim thái này có thể gắn cho super rim hay rim lùn cũng được, còn quay thái thì em có thể gắn cho quen pha quay ZX đồ đó là anh em gắn được ha, quay Trung Quốc. Còn rim thì anh em gắn cho rim thái, rim Việt, rim Trung Quốc đều ok city. Rồi hôm nay giới thiệu cho anh em bộ ốc nha nha anh em nha. Thì bộ ốc này chắc cũng có lẽ nhiều anh em biết rồi, bộ ốc này là bộ ốc nội địa thái mới nha anh em nha, hàng mới 100% luôn. Đây một bộ ốc này nó có rất là nhiều chi tiết nha, đây rất là nhiều chi tiết. Em ơi lấy cho anh cái con dao đi để anh cui khách coi luôn. Thì đây anh em nha, bộ ốc này nó sẽ gồm có hơn 150 chi tiết luôn, nó rất là nhiều. Đây sẽ dọn cái khúc này ra, mình quay cho anh em có khúc này ha. Đây đây ok cho anh em rồi, đây để khúc này ra để đổ bộ ốc cho anh em coi nhá. Thì anh em thấy cái phần quà tặng ha, mình đã để sẵn rồi, tuy nhiên là mình sẽ giới thiệu từ từ cho anh em. Thì đây một bộ ốc nó gồm 150 chi tiết, nó rất là nhiều, mình sẽ mở hết cho anh em coi luôn. Thì nói chung bộ ốc này mình không có xếp cho anh em nha, tại không có thời gian xếp, nó nhiều lắm, nó không có thời gian để xếp cho anh em nha. Đây chỉ có thể đổ ra sơ sơ cho anh em được thôi, tại vì nó rất là nhiều. Nội cái dàn cốt của nó này anh em thấy không, đây này, cái dàn cốt này thôi là anh em thấy là biết bao nhiêu rồi, biết bao nhiêu tiền rồi. Cho nên là nói chung bộ ốc này mình bán giá là 650 nghìn, thật sự là nó rất là rẻ luôn. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì khi anh em mua thì mình sẽ tặng thêm cho anh em nha, tặng thêm. Thì bên mình gửi tặng thêm cho anh em là khi anh em mua cái combo này á, thì đây này, ốc này nó sẽ là ốc thái này, nó có chữ thái này nào nào đó đấy, giờ cái chữ thái của nó là KEB này đấy. Thì bộ ốc thái này anh em là nó sẽ gồm hơn 150 chi tiết luôn, thì giá là 650 nghìn. Tuy nhiên trong ngày hôm nay anh em mua bộ ốc này thì bên mình sẽ gửi tặng cho anh em thêm một cục sạc Thái Lan, đúng mà, một cục sạc Thái Lan mới luôn đây. Đấy chưa? Một cục sạc thái mới nha. Thì cục sạc này cái giá trị của nó cũng rất là cao. Đây một cục sạc này cái giá của nó thì là 170.000 một cục. Đó, thì trong cái video này anh em nào mua thì mình sẽ tặng cho anh em luôn một cục sạc nha. Thì cái số lượng sạc cũng như số lượng ốc thì nó chênh lệch nhau. Ốc thì bên mình có nhiều nhưng mà sạc thì bên mình nó chỉ có giới hạn khoảng vài chục cục, trăm cục thôi. Cho nên là nếu như mà anh em muốn mua mà được khuyến mãi thì mình nói thật sự anh em là anh em phải nhanh tay, tại vì cái số lượng sạc này là nó là hàng tồn nha anh em nha. Bây giờ nó không có sản xuất nữa, cái hàng này là hàng tồn nha. Đây hàng này là hàng tồn, hiện tại bây giờ là không còn sản xuất nữa nha anh em nha. Đây cục sạc này, cục sạc thái này anh em thấy không đó, thì bây giờ nó đã không còn sản xuất nữa rồi, cho nên là anh em mà chúng ta muốn mua là cũng không có để mua nữa đâu. Thì cái cục này là không có giới thiệu tại vì đã định để dành, nhưng mà thôi tết nhất lấy ra coi như là lì xì cho anh em đó. Bữa giờ là những cái chương trình sale off mình muốn gửi tới cho anh em, giống như những cái phần quà đó gửi tới cho anh em. Thì bộ này là bộ ốc quay nè, đây mình sẽ mở luôn bộ ốc rim cho anh em coi nha. Bộ ốc rim thì nó sẽ khác biệt một chút nha. Đây, đây bộ ốc rim đây, đây bộ ốc rim này đây. Rồi mình sẽ khui luôn bộ ốc rim cho anh em coi đây anh em ha. Đây, sẽ khui luôn bộ ốc rim cho anh em coi này. Đây rồi, bộ ốc rim thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái mã của nó sẽ là mã GN5 à, mã nó sẽ mã GN5. Đây bộ ốc rim thì nó cũng một số chi tiết nó sẽ khác nha anh em nha, nó không khác là nó sẽ là theo form của xe rim. Đây rim là rim thái nha anh em nha, rim là rim thái đấy anh em thấy không, thấy cái dàn cốt là thấy uy tín rồi ha. Nó cũng có những cái chi tiết là lò xo này. Thì đây bộ như bộ này anh em thấy cái lò xo nó vàng ươm này đó, anh em thấy không, lò xo là vàng ươm nha, là nhìn là thấy thích ngay, thấy không anh em. Họ nhìn bộ lò xo này là thấy thích, thấy ưng liền rồi, không có phải nói nhiều đó. Thì một bộ ốc như này là 650 nghìn, nó có hai loại rim thái và quay thái. Thì bên mình sẽ tặng cho anh em luôn những cái cục sạc ở đây. Thì có một bộ là anh em sẽ được tặng một cục, hai bộ anh em được tặng hai cục, ba bộ anh em được tặng ba cục nhá.
Thì cái này là chương trình sale off cho anh em nha, chương trình khuyến mãi, cho nên là bên mình nó chỉ có giới hạn là trong những cái cục sạc này thôi, còn khi hết sạc thì cũng chương trình nó cũng kết thúc, cho nên là anh em nào cần thì có thể liên hệ sớm với shop nha. Đó, thì chương trình này nó sẽ diễn ra từ hôm nay cho tới mình, nói chung là không có giới hạn, khi nào mà hết sạc thì mình sẽ hết tặng cho anh em. Nhưng mà đây thực sự nó cũng có mấy chục cục là không có nhiều, cho nên là có thể là hết trong 1-2 ngày, nhưng thậm chí ngày mai nó hot quá nó hết luôn cũng không chừng. Thì anh em nào cần anh em liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.